Đây, tôi là nông dân của ấp Dầm Gậy, xã Bình Sơn. Vậy là tôi có áp dụng cái phân bón hiệu Con Lùi của công ty Mùa Vàng. Vậy là tôi áp dụng được 4 vụ rồi. Thì tôi thấy nó nở bụi cũng mạnh mà ít tốn sơ phí hơn những mình bằng phân đơn, những mấy vụ khác. Vậy là tôi gãi qua một vụ 3 lần gãi. Một lần thứ nhất thì tôi gãi bón lót 10 kg, tôi gãi lót trước khi xả lúa và cắt rồi là tôi bắt đầu áp dụng tôi gãi. Tới đợt thứ hai thì tôi gãi cử thứ hai thì cho lúa 14 ngày, tôi gãi một cử nữa thì còn bao nhiêu thì tôi gãi cử thứ ba lúc giai đoạn lúa mình có tiêm đèn. Thì tôi gãi 3 lần thì áp dụng cái này là phân bón Con Lùi 60 kg cho một cọng đồng lớn. Thì là tôi thấy cái lúa mình vô gạo thấy đạt hơn, nó ít đổ ngã hơn. Đây là mùa này, mùa hè thu năm 2022. Vậy là tôi thấy hiện giờ mưa gió mà thấy cũng bình thường như so với lúa anh em giáp ranh bên đây làm phân đơn. Thì bây giờ lúa gì đây, đó nó xẹp gì nè, nó còn tôi thì bên đây nó so sánh sát ranh thì thấy bên mặt phân đơn thì nó bị đổ ngã hơn. Rồi vô gạo thì tôi thấy bên cái bằng phân Con Lùi này vô gạo đạt hơn, ít đổ ngã hơn. Nè anh em coi, tôi bằng cái mẫu này 7 hectare nè, mà vàng lúa là bữa nay tôi 90 ngày nè, lá vẫn còn xanh mướt. Thì tôi khuyên nông dân nên áp dụng cái phân bón hiệu Con Lùi của công ty Mùa Vàng để mình làm, để có cái tiết kiệm hơn, nghe công chăm sóc hơn, rồi về cái khâu bệnh thì nó ít bệnh hơn những mình làm phân đơn mấy vụ trước, rồi thuốc sâu cũng nhẹ hơn. Cái này là tôi áp dụng xịt trước sổ sau chậu là rồi. Anh em coi lúa nè, nó cái này là thực tế trên đồng luôn của tôi. Thì tôi thấy mà có hiệu quả thì tôi cũng khuyên các anh em nông dân làm theo để mà mình có cái lợi nhuận hơn đó. Nè anh em coi vàng lúa của tôi nè, miếng này 7 hecta nè mà tôi mặn 4 vụ nay rồi. Này GT này thì tôi đoán thì GT này cũng phải nằm phải cỡ 900 kg đó, bông bự. Nó được đặc điểm được cái là nó giữ cái màu lá ok hơn. Mình tốn nhẹ tốn một cữ thuốc là anh em biết bao nhiêu tiền rồi. Mặn giờ thôi, tôi cũng có một lời chia sẻ với tất cả anh em nông dân của mình. Làm gì thấy được thì để có cái ý kiến lên để anh em mình góp ý chung. Nhưng bây giờ như đây tôi giờ tôi đang làm 3 cái phân vậy mà thấy đạt thì nó cũng quay cái clip này tôi gửi lên cho anh em để mình áp dụng theo để có cái lợi nhuận cao hơn đó. Anh em thấy không, anh em thấy GWT mà anh em thấy bông anh em mê không? À, để tôi quay gần cho anh em coi nè, cội lúa một cái nhìn là mê liền nó. Cái phân Con Lùi này FM2 này nó gãy, nói chung bị hiện bây giờ thì nó gãy nó giống như cũng như phân đơn mình vậy đó, mà nở bụi mạnh ít đổ ngã đã lắm nè anh em. Nè tôi quay cái này là ngay mưa, trời mưa bão không gài đó, mà của người ta nè anh em, nè anh em nhìn nè, của người ta nè nó sập hết trơn mà của mình y nguyên nè. Mà bộ lá của người ta xả trước có 2 ngày mà bộ lá người ta banh trơn rồi nè, rồi nó sập ngã đổ gì là anh em biết cái thất thu của anh em mình bao nhiêu rồi. Nó anh em thấy chưa đó,
con của tôi nè, tôi quay cho anh em coi nè, nè, nó, thấy không? Màu lá thức mộc không? Chứ không phải mà mình để mình lựa mình bỗng vậy nè, anh em nè, tôi gà cho anh em coi luôn á, nó, cái đó là cái thực tế của tôi làm để mình nói ra để cho anh em mình rút lại cái để mình làm có cái hiệu quả thôi, rồi không nữa, cảm ơn phân bón con lười của công ty Mùa Vàng F22.